Nếu các bạn thấy video này hay xin hãy cho một like, chia sẻ cho bạn bè. Để được nhiều người biết đến kênh này hơn. Còn nếu bạn là người mới đến kênh này, xin hãy đăng ký và rung chuông kênh để nhận được nhiều thông báo video hấp dẫn nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thì Xiaomi có Redmi Note 9 Pro, iPhone có iPhone 11 Pro Max, thì Xiaomi có Redmi Note 9 Pro Max. Đấy, Samsung thì có con Galaxy S20 Ultra với cả Note 20 Ultra, thì ông Xiaomi cũng phải có cái tên là K30 Ultra với cả Mi 10 Ultra. We'll be right back.